Xin chào các bạn, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp máy xay nấu đa năng Tapuho T01 nhé. Cách lắp máy thì vô cùng đơn giản. Mình chỉ việc cho cố này lên trên phần thân. Sau đó đặt phần nắp này lên trên phần cối. Mình đặt chéo như thế này nhé. Rồi mình lấy tay, mình kéo dần đều cái phần tay cầm của nắp khớp dần đều về phía tay cầm của cối. Khi hai phần này khớp với nhau, tức là máy đã sẵn sàng sử dụng rồi đấy ạ. Các bạn lưu ý là máy này có cái chip cảm biến an toàn. Máy chỉ được hoạt động khi mà nắp đúng và đủ các bộ phận. Ví dụ như là mình quên không nắp cối lên trên phần thân. Có phần cối nhưng mà lại quên phần nắp. Có phần nắp nhưng mà lại lắp cái phần nắp sai thì máy sẽ đều không hoạt động. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ lắp sai phần nắp nhé, để lệch ra một chút, và mình muốn thao tác chức năng xay khô. Ngay lập tức máy sẽ báo hiệu E1 và phát ra tiếng kêu bíp bíp để cảnh báo người sử dụng. Và bây giờ mình lại lắp đúng lại nhé. Khi lắp đúng thì máy sẽ không phát ra tiếng kêu bíp bíp hay là báo hiệu E1 nữa, và máy đã sẵn sàng để sử dụng rồi đấy.